đến hẹn là lên. Hôm nay thì lên cho anh em một em màn hình giá mỏng, mỏng như em màn hình này vậy, Visionic VA2736H. Giá thì chưa đến 3 củ đâu. Thì nó liệu là nó có thể giúp ích được gì cho anh em hay là nó sẽ phục vụ được nhu cầu cho anh em hay không, thì hãy xem hết video này nhớ. Let's go. Đánh giá sơ qua về phần thiết kế thì mọi người thấy rồi đó, thiết kế nó y chang như là của Visionic luôn, vì nó là Visionic mà. Cạnh dưới dày, ba viền còn lại là siêu mỏng rồi ha. Ngoài ra thì cái kiểu thiết kế của nó là cũng chân đế như vậy. Những cái dòng VA là dòng văn phòng, so với dòng VX là dòng gaming á, thì dòng văn phòng á, tất cả những con màn hình văn phòng của con của hãng Visionic thì đều là cái chân đế hình vuông như vậy. Còn VX thì nó sẽ là chân đế hình chữ V đó. Nếu mà các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy cái điều đó. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn không thích cái chân đế như này á, vì thực ra nó cũng chắc chắn mà, nhưng mà nếu không thích thì mọi người, cái màn hình này nó sẽ có cả ngàm visa cho mọi người gắn arm, cho nên là mọi người có thể tùy chỉnh sử dụng đế hay là không. Màn hình thì sẽ là 27 inch cho nên cái góc nhìn của bạn nó sẽ rộng hơn nè. Độ phân giải thì chỉ có full HD mà thôi, thì cái việc mà mình ngồi tương tác với màn hình nè xem thì nó sẽ không có bị mỏi mắt cũng như là thấy điểm ảnh khá là nhiều. Về phần thông số thì em này nó sẽ sử dụng tấm nền là IPS, là loại tấm nền phổ biến nhất hiện nay, cho ra màu sắc chân thật và chính xác nhất. Em này thì như mình đã nói lúc nãy, nó có độ phân giải là full HD và độ phủ màu đạt 109% sRGB và 77% NTSC. Do đó cái hình ảnh mà nó hiển thị ra để mà các bạn có thể quan sát được nó sẽ chân thật và sắc nét. Nếu mà so với những cái con màn hình mà có giá trị tiền cao hơn trên 3 triệu, 4 triệu á, thì chắc chắn là nó sẽ không bằng, nhưng mà với mức giá dưới 3 triệu đồng thì mình nghĩ rằng đây là một chiếc màn hình mà đáng để các bạn để mua, để mà trải nghiệm những cái thao tác chẳng hạn như xem phim này, chơi game lướt web bình thường thôi. Khi mà mọi người có một góc nhìn khác, chẳng hạn như mình đang nhìn góc này qua ấy, thì mọi người vẫn có thể thấy rõ được hình ảnh, bởi vì em này có một cái công nghệ đó là Super Clear IPS. Nó sẽ cho mọi người góc nhìn lên đến 178 độ, cho nên góc nhìn nào mọi người cũng sẽ nhìn hình ảnh nó sẽ chân thật và rõ nét nhất. Em màn này thì nó sẽ có tần số quét là 100Hz và tốc độ thời gian phản hồi của nó là 1ms, cho nên là việc mà các bạn chơi những tựa game nhẹ này, những tựa game không phải là FPS cao này, cũng như là xem phim hoặc là lướt web ấy, thì cái chuyển động của nó và cái độ thời gian phản hồi của nó sẽ phù hợp với các bạn hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào phần công nghệ đi ha. Thì mình nghĩ là mọi người cũng đã biết là Visionic là một trong những hãng mà người ta đánh giá rất cao cái việc là trải nghiệm của người dùng, người dùng nhìn vào màn hình sẽ như thế nào, trải nghiệm của người ta và bảo vệ sức khỏe cho người dùng cực kỳ tốt luôn mọi người, như là bảo vệ cửa sổ tâm hồn của người dùng á. Vậy nên trên bất kỳ một con màn hình nào đều sẽ có những công nghệ bảo vệ mắt cho anh em, chẳng hạn như là flicker free nè, giảm ánh sáng xanh nè, vân vân. Ngoài ra thì sẽ có những cái chế độ khác như là view mode ở trên con màn hình này, mọi người chỉ cần thao tác đúng một nút ở dưới con màn hình này thôi là mọi người có thể điều chỉnh được cái view mode rồi. Chúng ta sẽ nói tiếp về phần là cổng kết nối của em màn hình này ha. Thì phần cổng kết nối ở trên con màn hình này thì nó cũng gọi là khá hạn chế, thì nó sẽ chỉ có hai cổng thôi, một cổng VGA và một cổng HDMI. Thì cái việc mà có hai cổng như vậy thì mọi người có thể hoàn toàn tùy chỉnh các bạn kết nối với PC laptop của bạn thì đều được. Có hai cổng thôi thì mình cảm giác hơi ít, nhưng mà vì nó là một con màn hình văn phòng và giá chỉ dưới 3 củ thôi cho nên cũng không đòi hỏi được gì cả. Tổng kết lại, đối với bản thân của mình thì cái con màn hình này nó đã đủ để phục vụ nhu cầu làm việc văn phòng của mình được rồi. Những cái tác vụ cơ bản như là làm những công việc văn phòng liên quan đến Microsoft Office nè, những cái công việc chẳng hạn như edit video đơn giản trên CapCut nè, rồi làm hình ảnh ở trên Canva nè, rồi kiểu lướt web, tìm thông tin, research các thứ á, thì con này đáp ứng đủ là tốt nha mọi người. Xem phim hay là xem video gì đó nó cũng tuyệt vời hết. Thì đó là cảm nhận cá nhân của mình. Còn nếu mà cảm nhận cá nhân của bạn khác thì hãy để lại bên dưới phần comment cho mình biết ha. Và nếu các bạn muốn mình làm về những con màn hình như thế nào nữa, phân khúc như thế nào, brand nào, thì hãy để lại, cũng để lại phần bên dưới phần comment. Và bây giờ thì cũng đã kết thúc video ngày rồi. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye, see you.